Các bạn hôm qua hai con voi nó cứng quá. Thật ra thì gặp hai con voi nó cứng quá, nó bắn nó áp lực, lúc nào phải câu máu á. Mình thì bắn bomber thôi bạn. Cái này không như những cái game khác là chơi rất nhiều và nhiều xa, nhưng mà để mà cái này là thiên về chiến thuật hơn là